Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ tư, ngày 1 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Các hoạt động nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10. Hiệu quả từ cải cách tài chính công. Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi vĩnh hằng, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Di chúc của người là sự kể tinh những giá trị lịch sử, văn hóa, thể hiện cô đồng trí tuệ, nhân cách của một lãnh tụ cách mạng kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn của dân tộc. Mỗi câu, mỗi chữ trong bản di chúc đều chứa đựng những suy nghĩ, trắc lọc sâu sắc từ thực tiễn lãnh đạo cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dành cả cuộc đời cho nước, cho dân. Với tư tưởng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, di chúc của người là tài sản vô giá của dân tộc. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của người, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn, xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, ngày 1 tháng 10, ông Hà Hồng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và bà Lê Khánh Nhung, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quang Phú để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng của năm 2014 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 dự kiến sẽ xem xét thông qua 17 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 12 dự án luật khác và nghe cả báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015, báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, cả báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác phòng chống tham nhũng năm 2014, báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng theo nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015. Lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và một số nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, đông đảo cử tri xã Quang Phú mong muốn các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát huy tinh thần trách nhiệm trước nhân dân để tích cực tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn của Quốc hội. Cử tri kiến nghị Quốc hội cần xem xét để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia đóng bảo hiểm y tế và chế độ chính sách đối với người có công. Cử tri xã Quang Phú phản ánh tình trạng khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và nguồn tài nguyên cát nói riêng trên địa bàn xã. Việc đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng, công tác triển khai cấp đất tái định cư cho người dân xã Quang Phú còn chậm, vẫn còn tình trạng sát lần đối với người bị nhiễm chất độc da cam, thương bệnh binh. Quốc hội cần xem xét hạ thấp độ tuổi được hưởng chế độ đối với người cao tuổi và các đề xuất kiến nghị khác. Sau khi nghe cả ý kiến đề xuất kiến nghị của cử tri, ông Hà Hùng Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng của năm 2014 và giải trình một số ý kiến mà cử tri quan tâm. Số ý kiến còn lại sẽ được tập hợp trình lên kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13 sắp tới. Sáng nay, ngày 1 tháng 10, Huyện ủy Minh Hóa tổ chức triển khai và quán triệt chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị và triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho cán bộ chủ chốt toàn huyện. Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Minh Hóa triển khai đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 3 năm 2015. Đại hội Đảng bộ chi bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 5 năm 2015.
Đại hội Đảng bộ huyện Minh Hóa hoàn thành trong tháng 6 năm 2015. Để chuẩn bị cho đại hội các cấp diễn ra theo đúng kế hoạch, Ban Thường vụ huyện ủy Minh Hóa yêu cầu cả đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai đồng bộ toàn diện các yêu cầu, chủ trương, biện pháp như tại chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị và cả kế hoạch hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tổ chức đại hội. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp Minh, chuẩn bị tốt báo cáo tổng kết đại hội của đảng bộ và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Quá trình xây dựng cả văn kiện đại hội, cả cấp ủy đảng cần quan tâm lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cả tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 cần tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của đảng, phải đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển, có số lượng cơ cấu hợp lý. Tại hội nghị, huyện ủy Minh Hóa cũng đã triển khai quyết định số 217 QĐTU của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, quyết định số 218 của Bộ Chính trị về quy định việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Cũng trong sáng nay, ngày 1 tháng 10, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức lễ khai giảng lớp cao cấp chính trị khóa 7 hệ tại trước khóa học 2014-2016. Tham dự khóa học gồm 90 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đã công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian 2 năm học tập và nghiên cứu, các học viên sẽ được trang bị một số nội dung cơ bản về mặt lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề về khoa học chính trị và kỹ năng lãnh đạo quản lý. Thông qua khóa học nhằm nâng cao trình độ năng lực và ý thức trách nhiệm của các học viên, đồng thời giúp các học viên rèn luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng. Từ đó vận dụng sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị địa phương. Trước đó ngày 30 tháng 9, Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình phối hợp với Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hành chính khóa 5 hệ tại trước khóa học 2012-2014. Lớp cao cấp lý luận chính trị hành chính hệ tại trước khóa 5 có 118 học viên là cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện nguồn quy hoạch của các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố và một số đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong 2 năm học tập, các học viên đã được nghiên cứu một cách hệ thống các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng đảng và các bộ môn khoa học về triết học, kinh tế, chính trị, quản lý nhà nước, chủ nghĩa xã hội khoa học lý luận về xã hội nhân văn, lý luận về nhà nước và pháp luật. Từ đó, để các học viên có thể vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn, lãnh đạo và quản lý, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, xây dựng tổ chức cơ sở ngày càng vững mạnh. Kết thúc khóa học, 100% học viên đã hoàn thành tốt chương trình đào tạo. Tại lễ bế giảng, tất cả học viên đã được nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính. 8 học viên đã được Học viện Chính trị khu vực 3 khen thưởng vì có nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Nhân dịp kỷ niệm 23 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi, mùng 1 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và Hội Người Cao Tuổi thành phố Đồng Hới đã đến thăm tặng quà cho các cụ từ 90 tuổi trở lên trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các cụ trường thọ, sống vui sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Dịp này, đoàn đã trao 30 suất quà mừng thọ các cụ, trị giá mỗi suất 300.000 đồng, tổng số tiền là 9 triệu đồng. Hiện nay, thành phố Đồng Hới có gần 400 cụ từ 90 tuổi trở lên. Phát huy vai trò của mình, các cụ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào hoạt động ở địa phương, xứng đáng là những tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo. Kỷ niệm 23 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức giao lưu văn nghệ. Tham gia giao lưu có các câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi của cả đơn vị, thị trấn Quy Đàn, xã Hòa Phúc, Yên Hòa và Hòa Tiến. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra sôi nổi với các tiết mục mang chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước và các làn điệu mang đậm nét văn hóa của người Minh Hóa như hát sắc mua, nhà trò, đùng vị gia duyên, v.v. Buổi giao lưu văn nghệ đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của địa phương. Đây cũng là dịp để người cao tuổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống, thúc đẩy cả hoạt động công tác hội ở cơ sở, phát triển hội viên, đồng thời tuyên truyền và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng. Hội người cao tuổi xã Trương Thủy, huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức kỷ niệm 23 năm Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10. Hội người cao tuổi xã Trương Thủy có tổng số 277 hội viên. Trong những năm qua, hội luôn phát huy vai trò của mình trong việc giáo dục thế hệ trẻ tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, v.v. Bên cạnh đó,
hội người cao tuổi đã thành lập được các câu lạc bộ hoạt động thường xuyên như câu lạc bộ thơ, câu lạc bộ văn nghệ, câu lạc bộ dưỡng sinh phục hồi sức khỏe. Với việc tổ chức hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ đem lại cho các cụ tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong những năm qua, hội người cao tuổi phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới được không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động hội nhằm chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương. Hiện nay, hội có hơn 1.500 hội viên sinh hoạt tại 13 chi hội, 100% chi hội đều đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng, trong đó có 8 chi hội đạt danh hiệu tuổi cao gương sáng xuất sắc. Từ đầu năm đến nay, hội đã tổ chức mừng thọ cho 148 hội viên từ 70 tuổi trở lên. Đa số hội viên người cao tuổi đều tham gia hội khuyến học, tổ hòa giải cơ sở, cả câu lạc bộ dưỡng sinh, thơ, cờ tướng và văn nghệ. 100% gia đình hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Năm 2013, hội người cao tuổi phường Đồng Sơn đã được nhận bằng khen, giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới vì có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và phát huy vai trò người cao tuổi ở địa phương. Năm 2014, hội tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu tập thể tổ chức hội tuổi cao gương sáng tiêu biểu. Ngày 30 tháng 9, chi nhánh Viettel Quảng Bình đã tổ chức lễ trao giải cho các khách hàng trúng thưởng trong chương trình đăng ký iMusic MCA lễ ngay iPhone 5S. Để chọn ra khách hàng may mắn nhận cả giải thưởng của chương trình, chi nhánh Viettel Quảng Bình đã tổ chức lễ quét sổ cho các khách hàng tham gia chương trình. Theo đó, có trên 3.000 khách hàng đã tham gia đăng ký dịch vụ iMusic và MCA của Viettel trong thời gian từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 25 tháng 8 năm 2014. Cơ cấu giải thưởng của chương trình gồm 6 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất. Nhận một chiếc điện thoại V8602 trị giá 3.350.000 đồng và một giải đặc biệt nhận điện thoại iPhone 5S 16GB trị giá 14.799.000 đồng. Tổng trị giá giải thưởng là 25.847.000 đồng. Ngày 30 tháng 9, Hội Kế hoạch Hóa Gia đình Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Quảng Bình tổ chức khai trương phòng khám thương hiệu Vinapass House. Phòng khám thương hiệu Vinapass House chính thức ra mắt và tăng cường cung cấp các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền phổ biến rộng rãi kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và phòng chống HIV/AIDS, đặc biệt chú trọng đến lứa tuổi vị thành niên, thanh niên, nhóm đối tượng thiệt thòi tiếp cận dịch vụ như người nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, người khuyết tật, công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, vận động thuyết phục giúp đỡ người dân và cộng đồng chuyển đổi hành vi từ chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống HIV/AIDS và thực hiện đầy đủ trách nhiệm làm cha làm mẹ để đóng góp phần tích cực thực hiện chương trình chiến lược dân số sức khỏe sinh sản quốc gia. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Hiệu quả từ mô hình trường mầm non phòng cảnh thiên tai. Hiệu quả từ cải cách tài chính công. Trường mầm non Hải Ninh, huyện Quảng Ninh được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 4 năm 2011. Từ đầu đến nay, ngoài việc làm tổ công tác học tập giảng dạy cho con em trên địa bàn, thì đây còn là một công trình cộng đồng phòng cảnh thiên tai phát huy được hiệu quả cao. Công trình cộng đồng phòng cảnh thiên tai trường mầm non Hải Ninh, huyện Quảng Ninh được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 3,2 tỷ đồng, trong đó quỹ hỗ trợ phòng cảnh thiên tai miền Trung tài trợ 1,8 tỷ đồng, phần còn lại thuộc nguồn vốn đối ứng của xã Hải Ninh và huyện Quảng Ninh. Tưởng như trước đây, trường mầm non Hải Ninh chỉ có 2 phòng học với diện tích 25 mét vuông mỗi phòng, thì đến nay toàn trường đã có 8 phòng học với diện tích 6 mét vuông mỗi phòng, phục vụ cho gần 250 em học sinh. Qua đó chất lượng giáo dục của nhà trường đã được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, phát huy tính hiệu quả của công trình cộng đồng phòng cảnh thiên tai cũng đã được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm thực hiện. Theo đó, trước thời điểm xảy ra thiên tai, dựa theo kế hoạch di dời của chính quyền địa phương, trường mầm non Hải Ninh sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dụng cụ học tập của trẻ để tạo phòng trống cho người dân đến tránh trú với sức chứa mỗi phòng trên 40 người. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm để giúp người dân sinh hoạt trong thời điểm thiên tai diễn ra, có phần đảm bảo tổn an toàn về tính mạng con người từ những diễn biến khó lường của thiên tai. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2014, huyện Quảng Ninh triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella cho trẻ em từ 1 đến 14 tuổi tại các xã, thị trấn trong toàn huyện. Theo kế hoạch, trong đợt 1 này, toàn huyện Quảng Ninh có trên 8.300 trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 14 sẽ được tiêm phòng hai loại vaccine này. Để thực hiện tổ chiến dịch tiêm vaccine phòng sởi rubella, huyện Quảng Ninh đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiêm phòng, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm phòng vaccine bệnh sởi rubella sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với nhân dân các xã vùng biên giới, vùng sâu vùng xa để mọi người tích cực hưởng ứng.
từ ngày 1 tháng 10, đội ngũ y bác sĩ Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Quảng Ninh phối hợp với trạm y tế các xã thị trấn triển khai tiêm phòng vaccine sởi rubella cho trẻ một cách chặt chẽ theo đúng kế hoạch. Cả điểm tiêm được phân phối đủ vaccine và chuẩn bị cơ sở thuốc vật tư trong hộp chống sốc phản vệ theo đúng danh mục quy định. Cả điểm tiêm triển khai thực hiện tiêm cho trẻ đảm bảo tiêm đúng tiêm đủ, không để sót đối tượng trong diện phải tiêm. Quá trình tiêm thực hiện nghiêm túc cả quy trình khám sàng lọc trước khi tiêm và theo dõi trẻ sau khi tiêm, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên nguyên tắc thu đủ, đúng định kỳ, nên đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp thuế gần 1,3 tỷ đồng. Theo báo cáo từ Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới, đến thời điểm này, các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã nộp vào ngân sách gần 1,3 tỷ đồng, đạt 86% dự toán năm 2014, tăng 160% so với cùng kỳ năm 2013. Để phấn đấu đạt mục tiêu được giao trong năm 2014 là 1,5 tỷ đồng. Thời gian tới, Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác nguồn thu, đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, đảm bảo số thu ngân sách từ lĩnh vực khách sạn, nhà hàng tương xứng với sự phát triển của du lịch thành phố. Để khai thác nguồn lợi thủy sản, nhiều hộ ngư dân ở xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch đã mạnh dạn đầu tư đồng mới tàu thuyền để vươn khơi bám biển. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong việc phát huy tiềm năng của địa phương. Từ đầu năm đến nay, ngư dân trên địa bàn xã đã khai thác được gần 1.100 tấn thủy sản các loại, đạt trị giá hơn 50 tỷ đồng. Trong đó có nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Hiện tại toàn xã Hải Trạch có gần 200 phương tiện tàu thuyền, trong đó tàu đánh bắt xa bờ có 30 chiếc. Nhiều hộ ngư dân đã và đang đầu tư đóng mới tàu thuyền có khả năng vươn khơi xa, trong đó có 4 tàu được đóng mới có trị giá trên 11 tỷ đồng. Với sự đầu tư đóng mới tàu thuyền có công suất lớn, theo chủ trương của chính phủ, không chỉ giúp ngư dân đánh bắt ngày càng có hiệu quả mà còn có phần giúp ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong 19 tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hóa đã chọn tiêu chí giao thông nông thôn làm khâu đột phá. Đến nay, 19 trên 19 xã đã triển khai ra quân giải phóng mặt bằng, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn tại các địa phương. Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã được cường hóa hơn 100 km, duy tu bảo dưỡng trên 125 km đường giao thông với tổng ngày công thực hiện 2.340 công. Trong hơn 3 năm thực hiện chương trình, tổng kinh phí xây dựng giao thông nông thôn của huyện Tuyên Hóa trên 110 tỷ đồng. Cùng với xây dựng, cải tạo hệ thống giao thông để quản lý tốt hệ thống đường giao thông nông thôn sau khi đã giải phóng mặt bằng, huyện Tuyên Hóa cũng đã cấp kinh phí hơn 330 triệu đồng cho các địa phương để tiến hành công tác cắm mốc. Đến nay, nhiều xã cơ bản đã triển khai tốt và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và cắm mốc. Điển hình như các xã Mai Hóa, Châu Hóa, Phong Hóa, Cao Quảng và Đức Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn tài chính công, Chính phủ đã có Nghị định 130 và Nghị định 43 về quy định chế độ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khuôn khổ phóng sự sau, chúng tôi sẽ đề cập đôi nét về kết quả thực hiện nghị định của Chính phủ ở tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua. Tỉnh Quảng Bình hiện có 1.154 đơn vị hành chính sự nghiệp và các ban quản lý dự án, trong đó có 928 đơn vị hành chính sự nghiệp cấp huyện và cấp xã. Từ khi thực hiện Nghị định 130 ngày 7 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về quy định chế độ tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 43 ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quy định quyền tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, Sở Tài chính Quảng Bình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ một cách tiết kiệm, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng và tăng cường sự giám sát của cán bộ công chức viên chức trong việc sử dụng biên chế kinh phí để hoàn thành nhiệm vụ được giao, chủ động phân bổ nguồn kinh phí theo nhu cầu chi tiêu đối với từng lĩnh vực với tinh thần tiết kiệm hiệu quả. Phòng cũng đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân huyện bố trí nguồn lực để mà đầu tư cho cả cái chương trình xây dựng cơ sở vật chất, nhất là cái nguồn lực mà để đầu tư phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy thì cái cơ sở hạ tầng của huyện nhà đã được đầu tư khá đồng bộ, khang trang. Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đã góp phần thúc đẩy các cơ quan sắp xếp lại tổ chức bộ máy, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị, tiết kiệm kinh phí,
tạo điều kiện tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hiện đại hóa công nghệ quản lý. Các đơn vị sự nghiệp có thu đã sáng tạo, chủ động mở rộng các dịch vụ, tăng nguồn thu cùng với nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, từng bước nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho xã hội, tạo điều kiện cho người dân ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn tiếp cận với các dịch vụ chất lượng cao. Đến nay, 100% đơn vị thuộc khối hành chính và sự nghiệp trong tỉnh Quảng Bình cơ bản đã xây dựng được quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công. Trong đó, quy định phân phối thu nhập tăng thêm gắn với hiệu suất công tác. Việc sử dụng kinh phí công cho hoạt động mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện đi lại, phương tiện thiết bị làm việc, quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các cơ quan cơ bản đúng chính sách, chế độ quy định. Bệnh viện đã đề ra các cái chủ trương chính sách phù hợp trong cái vấn đề thực hiện nghị định 43 của chính phủ. Cái thứ nhất là phải tạo niềm tin cho cán bộ công nhân viên và cho nhân dân trên địa bàn để thu hút người bệnh đến khám và điều trị. Thứ nhất là phải cải cách thủ tục hành chính để khám bệnh từ cái khâu đón tiếp cho đến khâu chăm sóc, thu dung điều trị, chăm sóc điều trị và đến khi bệnh nhân ra viện, tạo cái sự hài lòng cho người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện. Hai nữa là phải tiết kiệm trong thu chi bằng các nhiều hình thức giám sát, rồi có các cái ban bề tạo lập các cái ban bề để giám sát cái quá trình thu chi công toàn bệnh viện. Tuy nhiên, việc thực hiện nghị định 130 và nghị định 43 của chính phủ ở tỉnh Quảng Bình vẫn còn những hạn chế, vẫn còn có cơ quan đơn vị luôn có xu hướng xin tăng thêm biên chế để được giao tăng thêm kinh phí tự chủ. Việc xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công và quy chế chi tiêu nội bộ ở một số cơ quan đơn vị còn mang tính hình thức, chưa sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế hiện tại, mà chủ yếu do thủ trưởng cơ quan quyết định. Quy chế chi tiêu nội bộ và phân phối thu nhập còn hạn chế, mang tính bình quân, chưa thật sự khuyến khích người lao động làm việc có hiệu quả, chưa gắn hiệu quả với chất lượng công việc. Là đối với việc thực hiện cơ chế tự chủ theo nghị định 43, thì ngoài cái việc kiểm tra, rà soát, đánh giá cái kết quả thực hiện tự chủ, cơ chế tự chủ, thì phải xác định lại cái loại hình các cái đơn vị sự nghiệp trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi và cái mức ngân sách bảo đảm. Còn đối với các cái đơn vị mà nhà nước cho phép tính cả cái giá dịch vụ vào cái mức thu khoản thu thì phải xác định lại cái định mức phân bổ để tham mưu về cái việc giao dự toán đảm bảo phù hợp và tạo điều kiện cho các cái đơn vị trong việc thực hiện cái cơ chế tự chủ một cách hiệu quả. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong những năm qua ở Quảng Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí được xem là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bởi vậy, thời gian tới, việc sử dụng nguồn tài chính công tiết kiệm hiệu quả là việc mà các cấp các ngành sẽ hết sức chú trọng. Thực hiện tốt công tác này, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển ngày càng vững chắc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 1 ngày 2 tháng 10, khu vực miền núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26 đến 32 độ. Vùng biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 10, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 34 độ.